Sáng 20 tháng 10, nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng các ca sĩ Tuấn Hương, Tùng Dương, Thành Trung, diễn viên Ngọc Quỳnh, Lương Thanh cùng Hoa hậu Ngọc Huyền, ca sĩ Thu Hằng, Hồng Ngọc đã nhập cuộc giải chạy Hanoi Marathon 2019. Theo Bộ Tài chính, giải chạy thu hút 7.000 vận động viên nhập cuộc, trong đó có hơn 1.500 vận động viên quốc tế. Giải chạy không chỉ kêu gọi mọi người hãy rèn luyện nâng cao sức khỏe mà còn có ý nghĩa thiết thực khi đơn vị tổ chức trích khoản tiền 5.000 đồng cho mỗi vận động viên nhập cuộc để gửi vào 5 quỹ gồm Quỹ Cặp Lá Yêu Thương, Quỹ Thiện Nhân và Những Người Gamer Thủ, Quỹ Omera Sơn Mille, Quỹ Vì Một Trái Tim Khỏe, Quỹ Wehen Talent. Ca sĩ Tùng Dương nghệ sĩ trước tiên về đích chia sẻ, tôi có thói quen chạy bộ vòng quanh khu nhà những lúc thanh nhàn rỗi từ nhiều năm nay. Với người nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, việc nhập cuộc các bộ môn như yoga, bơi, chạy bộ rất tốt để lấy hơi thở, điều hòa tim mạch. Phải thú thật rằng trước đây tôi rất kinh khủng độ cao, nhưng sau một thời gian rèn luyện việc chạy bộ tôi đã phá bỏ đi nỗi kinh khủng của mình, có thể đứng ở mỏm cao trên dinh để hát. Tham gia giải chạy lần này tôi muốn truyền đi một thông điệp đối với mọi người, đó là gamer thủ đừng lười nhác, hãy quyết tâm rồi gamer thủ sẽ thành công. Ca sĩ Tuấn Hương và Thành Trung. Là người tích cực nhập cuộc các hoạt động thiện nguyện, ca sĩ Tuấn Hương rất hào hứng, tôi là người đam mê thể thao và chơi nhiều môn, từ bóng đá cho đến golf. Tuy nhiên thú thật là tôi không có nhiều thời gian để chạy bộ mỗi ngày như nhiều người khác biệt từ khi được lời khuyên của y sĩ là hạn chế hoạt động mạnh do hở gan tim. Nhưng khi được một người gamer thủ ngỏ lời nhập cuộc giải chạy lần này, tôi đã không ngần kinh khủng đồng ý luôn. Tôi đã rất nỗ lực khi vừa chạy vừa đi bộ để cán đích thành công. Rất cảm ơn Thành Trung đã chịu khó đồng hành với tôi cả quãng đường, Tuấn Hương cho biết. Nam ca sĩ của bản hit nắm lấy tay anh cho biết đêm qua chỉ ngủ 2 tiếng đồng biển vì phải dậy sớm mua hoa bi tự tay bó để tặng cho mẹ và vợ. Cũng là người cực kỳ yêu thể thao, khác biệt là bóng đá, Thành Trung hào hứng khi có mặt tại Hồ Gươm rất sớm, khi được biết có tới 7.000 vận động viên, trong đó có 1.500 vận động viên quốc tế nhập cuộc, tôi thực sự choáng váng. Và điều tôi khâm phục các chính là các vận động viên phong trào. Nhiều người đã đăng ký và hoàn thành toàn diện quãng đường 21 km và 42 km. Diễn viên Tự Long. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, người đã đến tham dự giải chạy sớm nhất trong số các nghệ sĩ, rất nhiều người mến mộ đã nhận ra và đến rất đông để xin tự sướng với anh. Đặc biệt hơn, trong suốt quãng đường chạy, Tự Long còn động viên tinh thần các vận động viên nhập cuộc bằng những câu chuyện thú vị. Cặp đôi Thái và Trà của Quang Bi trên ngực trái cũng nhập cuộc chạy để ủng hộ trẻ em. Diễn viên Ngọc Quỳnh giai Thái cho biết, thực sự nghề diễn yêu cầu sức khỏe, gì nếu không có sức khỏe, gamer thủ không thể nhập cuộc các chuyến lưu diễn kéo dài nhiều ngày hay làm việc trên trường quay từ sáng sủa sớm tới đêm khuya được. Đấy là chưa kể đến áp lực, nghề diễn yêu cầu phải giữ gìn thanh sắc. Tôi vốn có thể lực tốt, lại ưa vận động nên dù có lúc tưởng như dắt kiệt mình nhưng chỉ dành 30 phút tập thể thao, bơi lội hay chạy bộ mỗi ngày là tôi cảm thấy lấy lại được năng lượng tích cực. Có một câu danh ngôn tôi vẫn tâm niệm, sức khỏe mới là sự phong phú thực sự, chứ không phải là vàng bạc. Vì thế, qua giải chạy marathon quốc tế này, tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu thể thao và chú tâm sức khỏe, đó chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Diễn viên Lương Thanh giai Trà chia sẻ, sách để cô rèn